test áp suất, cái là áp suất mã số 62 nhé, dung tích là 3,2 lít. Màu hồng này đang lên áp suất ở mức cao nhất nhé, mức 2 nhé, không có một tí gì ra ngoài nữa, rất là kín, nên áp suất rất tốt. Để xả bớt áp suất ta có thể nhấn vào cái này để xả bớt này. Rất là chặt. Đang dùng bếp từ xả hết. Khi nào áp suất đủ lớn thì cái chốt này nó sẽ nhô lên, lúc đó nó sẽ khóa vung lại nhé, không cho phép mở vung. Bây giờ mình để mà mở được vung ra thì phải áp suất đây nó phải tụt xuống, tức là cái này nó tụt xuống thì lúc đó ta phải xả áp suất trước. Đây, mình xả trước. Đấy. Hoặc ta có thể xả áp suất bằng cách điều chỉnh về cái mức áp suất ở đây. Ví dụ đây mức 2, nhấn xuống một chút để quay theo chiều kim đồng hồ đấy, để quay về mức áp suất mức 1. Đây là mức áp suất mức 1 và mức áp suất mức 0. Đấy, mức áp suất mức 0 là nó sẽ xả tất cả các hướng. Ta dùng cái này ok nhất. Đấy. Khi xả hết áp suất thì lúc đó cái này nó sẽ tụt xuống này. Rồi. Cái này đã hết áp suất thì lúc đó ta có thể mở vung ra thoải mái, nhấn đẩy lên và kéo ngược kim đồng hồ.